U22 Thái Lan được tăng cường vũ khí đấu U22 Việt Nam. Đội tuyển U22 Thái Lan được xác nhận sẽ có hai sự bổ sung quan trọng về nhân sự trước lượt trận với U22 Việt Nam ở bảng BC Game 32. Hành trình Sea Game 32 của U22 Thái Lan khởi đầu sung sẽ khi giành chiến thắng 2-1 trước U22 Singapore chiều ngày 30 tháng 4 vừa qua. Đội hình của huấn luyện viên Isara Suitaro hiện vẫn chỉ có 18 cầu thủ, khi hai nhân tố quan trọng Setasip Suvanset và Jonathan đi chưa được các câu lạc bộ nhã. Dựa theo lịch thi đấu mới nhất của Thai League 1, Setasip và Jonathan cũng xác định được ngày sang Campuchia hội quân với đội. Theo báo chí Thái Lan, Setasip sẽ hội quân với voi chiến vào sáng ngày 7 tháng 5. Ngày tập trung của Jonathan ở Phnom Penh là ngày 8 tháng 5. Như vậy, U22 Thái Lan vẫn chỉ có 18 cầu thủ khi bước vào trận đấu với U22 Malaysia vào chiều ngày 6 tháng 5 khả năng Setasip tham dự trận đấu với U22 Lào vào chiều ngày 8 tháng 5 vẫn để ngỏ. Tuy vậy, chắc chắn anh và Jonathan sẽ có mặt ở lượt cuối gặp U22 Việt Nam. Cuộc chiến giữa Thái Lan và Việt Nam vào ngày 11 tháng 5 nhiều khả năng sẽ định đoạt ngôi đầu bảng B cũng như vé bán kết. Setasip là cầu thủ tấn công đa năng mà ông Isra Suitaro yêu thích tiền vệ 21 tuổi này đá số 10, đồng thời có thể hoạt động cả hai cánh. Trong khi đó, Jonathan là thủ lĩnh hàng phòng ngự U22 Thái Lan, người từng tỏa sáng ở Doha cùng với các bàn thắng vào lưới Saudi Arabia và Qatar. Jonathan được đào tạo bóng đá ở Đan Mạch, với lối đá hiện đại và khả năng tham gia tấn công nổi bật, mặc dù mới 20 tuổi. Jonathan Khamdi hiện là nhân tố quan trọng của Ratchaburi và có 15 trận khoác áo đội trẻ Thái Lan. Ông Isra Suitaro chờ đợi Jonathan người từng dự SEA Games 31, là chìa khóa để U22 Thái Lan tranh huy chương dạng ở Campuchia với U22 Việt Nam.